Tân Ngọc Trạch sờ lên cái mũi, thầm nghĩ trong lòng, Dương Thiên Minh tính toán là thật chuẩn. Hiệu quả so với hắn nói còn tốt hơn. Mình chẳng qua là phế đi một chút xíu miệng lưỡi, tạo một chút xíu xa, trang diện liền trực tiếp trở nên bốc lửa. Núp trong bóng tối Dương Thiên Minh, đối với đại chiến bộc phát, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cái này còn sớm vô cùng, mặc kệ đánh đến cỡ nào kịch liệt, dù sao hôm nay chỉ sợ là đều không làm gì được đối phương. Đều là có người có đại khí vận, không trải qua cái biến đổi bất ngờ, đem khí vận làm hao mòn sạch sẽ, sao có thể giết chết đối phương. Dương Thiên Minh hiện tại đối với hai người sử dụng vũ khí là phi thường cảm thấy hứng thú. Đường Vi Triệu trong tay thổ hào kim thiểm, trường khống tiền càng nhiều, nó liền càng mạnh. Chỉ cần tiền đủ nhiều, treo lên đánh đế binh không là giấc mơ. Cái này cùng hắn không phải tuyệt phối sao? Luận có tiền, ai có thể so với hắn càng có tiền hơn? Còn có, tiền Hạo Nam trong tay Hoàng Đạo Đại Ấn. Cái đồ chơi này xuất hiện một khắc này, Dương Thiên Minh liền nhận ra, cùng lúc trước Đông Phương Tuấn móc ra cái kia tàn phá Hoàng Ấn một cái dạng. Nhìn hai cái này đại ấn tổn hại trình độ, Dương Thiên Minh suy đoán nên còn có cuối cùng một khối tàn phá Hoàng Đạo Đại Ấn. Cũng không biết, đương đại ấn khôi phục hoàn chỉnh về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Suy tư, Dương Thiên Minh lấy ra sổ tay, đem nó ghi chép lại, cũng ở phía sau tiêu chú, Thánh Vương Hướng ba chữ. Như thế đẳng cấp Hoàng Đạo bảo bối, nên cùng Thánh Vương Hướng thoát không ra liên quan. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có Thánh Vương Hướng đạt đến đế quốc tiêu chuẩn. Giữa sân, Đường Đông Linh một mặt bất thiện hướng Tần Ngọc Trạch đi tới, dùng đến cực độ băng lãnh, không chứa một tia tình cảm ngữ khí nói ra. Đã ngươi biết ta bản tính, vậy ngươi còn dám đối bản tiểu thư tung tin đồn nhảm phỉ báng, là sống đủ chưa? Ngươi yên tâm, bản tiểu thư sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như thế. Ngươi nếu biết, ta có được chết thần võ hồn, vậy ta liền để ngươi cảm nhận được bị tử thần đùa bỡn cảm giác. Một đầu tử thần xiềng xích hóa thành rắn trườn từ bốn phương tám hướng đem Tần Ngọc Trạch vây khốn. Thấy thế, Tần Ngọc Trạch không chút nào hoảng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đem chí tôn cốt sắp đặt trở về, rơi xuống cảnh giới hao tồn bản nguyên cũng còn không có hoàn toàn chữa trị tới, những này đều không phải là vấn đề. Hắn hiện tại thế nhưng là có chủ nhân. Tần Ngọc Trạch khẽ quát một tiếng, hào ấn khải, chân linh phía trên hào ấn bộc phát ra hào quang kinh người. Tần Ngọc Trạch thể nội hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận, các loại đại đạo minh văn leo lên ở trên người hắn. Vẻn vẹn chỉ là một chút khí thế ngoại phóng, đúng là để Đường Đông Linh phóng thích ra tử thần xiềng xích không được tiến thêm. Đường Đông Linh đồng tử sợ hãi lấp lóe, năng thế mà từ trên thần võ hồn cảm thụ sợ hãi. Sẽ không, cái này sao có thể? Đường Đông Linh trong miệng nỉ non nói, nhưng là Tần Ngọc Trạch cũng sẽ không cho nàng cơ hội phản ứng. Thần hào trạng thái dưới, Tần Ngọc Trạch có loại không biết mình mạnh bao nhiêu ảo giác. Vẻn vẹn chỉ là ngón tay huy động trực kích linh hồn tử thần xiềng xích như vậy vỡ nát. Đường Đông Linh ngược kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một giọt máu tươi. Một giây sau, Đường Đông Linh cũng cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh, nàng chưa kịp phản ứng, một con khoan hậu bàn tay liền phiến tại trên mặt của nàng. Rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp thần thông, vẻn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể liền để Đường Đông Linh cả người bay rớt ra ngoài. Có như vậy một nháy mắt, Đường Đông Linh cũng cảm giác mình đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Cách đó không xa, ngay tại kịch liệt giao phong, Đường Vĩ Triệu cùng Tiến Hạo Nam bắt đắc dĩ ngừng tay tới. Thật sự là bởi vì lúc này thời khắc này Tần Ngọc Trạch cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Bọn hắn đều là tại Tần Ngọc Trạch trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chúng ta thế nhưng là đồng hương, tục ngư nói tốt, ở nhà dựa vào phụ mẫu, bên ngoài nhờ và bằng hữu. Trên thế giới này, chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Nếu không, người ta trước đem cái này dị loại xử lý, sau đó đang quyết định người ta sinh tử, người xem coi thế nào. Tiền Hạo Nam suy tư một hồi, đối Đường Vĩ Triệu chậm rãi nói, sở dĩ lựa chọn ngưng chiến, ngoại trừ bởi vì Tần Ngọc Trạch thực lực không yếu, càng là bởi vì hắn cần một chút xíu thời gian bày ra thiên la địa võng. Được, Đường Vĩ Triệu cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Vừa rồi đánh nhau, mặc dù trong lúc nhất thời rằng có không xong, nhưng hắn biết, rông dài, mình tuyệt đối thất bại. Nơi này là đối diện sân nhà, hết lần này tới lần khác Tiền Hạo Nam còn người đông thế mạnh, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Cho nên, tạm thời liên thủ, đối với hắn chỗ tốt lớn nhất. Đợi chút nữa đánh nhau thời điểm, chỉ cần hắn tìm đúng thời cơ, cố quyết đi đường. Chạy thoát cơ hội, vẫn là rất lớn. Tâm hoài quỷ thai hai người, kết thành yếu ớt liên minh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Tần Ngọc Trạch. Tần Ngọc Trạch trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt. Như vậy cảm giác là quen thuộc như vậy. Đã từng hắn chính là như vậy bể nghệ thiên hạ, mặc kệ đối diện là một người, vẫn là 100 cái, 1 vạn cái. Hắn một người, một mâu đủ để thiêu phiến tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, không trung đột nhiên xẹt qua một đạo lôi quang. Tần Ngọc Trạch bản năng tiếp nhận đạo này lôi quang. Cái này xúc cảm, này khí tức. Tần Ngọc Trạch mở ra bàn tay xem xét, một thanh quen thuộc trường mâu xuất hiện trong tay hắn. Lôi phạt thần mâu, cái đồ chơi này cũng tại chủ nhân trong tay. Tê, cũng đúng, ẩn tàng sâu nhất người thắng lớn, tự nhiên là thu hoạch tất cả chiến lợi phẩm. Có thể có hắn chí tôn cốt, như vậy có hắn lôi phạt thần mâu cũng rất bình thường. Ta lại trở về, Tần Ngọc Trạch lạnh giọng nói.
Đối diện Đường Đông Linh, ta nhìn Lôi Phạt Thần Mâu một khắc này, trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Khi nhìn đến Tần Ngọc Trạch cầm trong tay thần mâu thân ảnh, là như vậy quen thuộc, một cái đã sớm bị nàng quên danh tự xuất hiện trong đầu. Ngươi là Tần Ngọc Trạch? Đường Đông Linh lên tiếng kinh hô. Ha ha, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới, ngươi có phải hay không coi là chúng ta khả năng cả một đời cũng sẽ không có chỗ gặp nhau? Đúng dịp, trước đây không lâu, ta cũng là nghĩ như vậy. May mắn, lão thiên gia mở to mắt, để cho ta gặp chủ nhân, có thể thoát thai hoàn cốt, để cho ta có thể hướng các ngươi báo thù cơ hội. Tiếp xuống, cho ta chịu chết đi. Tần Ngọc Trạch cầm trong tay thần mâu, trên thân hiện ra chói mắt lôi quang. Mênh mông lôi quang, hóa thành lôi điện hải dương, như là hãn hải, nhấc lên vô tận thủy triều. Tại đạo văn gia chỉ dưới, Tần Ngọc Trạch thả ra thần lôi, càng là có vô thượng lực phá hoại. Đối mặt phô thiên cái địa lôi triều, tất cả mọi người không dám khinh thường, nhao nhao sử xuất toàn bộ thực lực tiến hành ngăn cản. Âm âm, đường lôi triều bị đánh nát về sau, đại địa phía trên chỉ để lại một chút hồ quang điện lưu lại. Đường Vĩ Triệu mấy người đều là thần tình nghiêm túc, dừng lại tại nguyên chỗ, cảnh giác quan sát đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Bởi vì Tần Ngọc Trạch biến mất, ai cũng không biết Tần Ngọc Trạch chọn ai, từ cái gì góc độ tiến hành đánh lén. Liên không có người nghĩ tới, Tần Ngọc Trạch có thể là đi thật. Trốn ở trong chữ vật không gian Dương Thiên Minh, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn xem Tần Ngọc Trạch. Chà chà, xem ra, nhiều năm như vậy tao ngộ, đối ngươi ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Ngay cả ta đều không nghĩ tới, ngươi đại hiển thần uy qua đi, thế mà lại không chút do dự, trực tiếp đi đường. Cái này không giống ngươi à, Dương Thiên Minh là thật không có dự đoán đến, Tần Ngọc Trạch sẽ của quyết đi. Thật vất vả, có thể một lần nữa quật khởi, làm gì cũng muốn đại chiến 300 hiệp, hương thế nhân tuyên cáo hắn trở về á. Đối với cái này, Tần Ngọc Trạch lại là nửa quỳ trên mặt đất, giọng thành khẩn nói ra. Ta của quá khứ, như là ếch ngồi đáy giếng, có một chút xíu tiểu thành tích, liền tự coi nhẹ mình. Thật tình không biết, giữa thiên địa mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có. Sau này, ta sẽ hướng chủ nhân làm chuẩn, theo sát lấy chủ nhân bộ pháp, tranh thủ không cho chủ nhân cản trở. Bản thân cảm nhận được hào ấn bên trong lực lượng, Tần Ngọc Trạch mới chính thức nhìn thấy mênh mông vực sâu một góc. Cho dù là mình trước kia, xem chừng ngay cả cho Dương Thiên Minh sách giày đều muốn xếp hàng, đâu còn có tâm tư đi đỡ trời đối địa, khoe khoang chính mình. Cùng một bang ếch ngồi đáy giếng, có cái gì tốt chăng đâu. Tần Ngọc Trạch cũng không có quên, tại lúc trước hắn, Dương Thiên Minh còn có ba thủ hạ, có thể bị thấy vừa mắt người, tuyệt không phải phàm nhân. Hắn hiện tại mục tiêu là muốn trở thành Dương Thiên Minh thủ hạ ưu tú nhất chó săn. Nghĩ tới đây, Tần Ngọc Trạch trong mắt dấy lên cường thịnh chiến muốn. Có này chiến muốn, để Dương Thiên Minh cùng Tĩnh Nhan có chút không nghĩ ra. Nơi này cũng không có địch nhân à, làm sao chiến đấu dục vọng mãnh liệt như vậy? Khu phụ, đi, ngươi vẫn là trước đem chí tôn cốt dung hợp đi. Cái đồ chơi này, mặc dù cùng ngươi vốn là một thể, nhưng cũng rời đi mấy năm, ngươi cần một chút thời gian đi thích ứng. Dương Thiên Minh thuận tay đem chí tôn cốt vứt cho Tần Ngọc Trạch, tựa hồ là cảm nhận được đồng nguyên khí tức, chí tôn cốt phát ra rất nhỏ vù vù, giống như là lạc đường chó con tìm được chủ nhân. Tần Ngọc Trạch nhẹ nhàng vuốt ve chí tôn cốt, quy xuống đất khấu tạ nói: đa tạ chủ nhân ban ân. Dương Thiên Minh ý vị thâm trường nói ra: chỉ tạ một lần cũng không đủ nha. Tần Ngọc Trạch không có hiểu rõ lời này là có ý gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người hắn liền tới đến bế quan chi địa. Trống trải trong trận pháp chỉ có một cái hộp bày ra trên mặt đất, Tần Ngọc Trạch trong mắt lóe lên một chút vẻ nghi hoặc, mà trên tay hắn chí tôn cốt lại là phát ra trận trận thần vận. Thấy thế, Tần Ngọc Trạch ánh mắt ngưng tụ, hắn mơ hồ đoán được trong hộp đồ vật là cái gì. Tiến lên hai bước, mở hộp ra, lập tức sán lạn kim quang, kém chút lóe mù hắn mắt chó. Tần Ngọc Trạch cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Má ơi, ta là nhìn thấy cái gì? Lại là chí tôn cốt, hơn nữa còn không phải một khối hai khối, trong đó một khối càng là có khí thế cường đại. Cái này chẳng lẽ tiến giai bản chí tôn cốt? Đông Phương Tuấn cũng chết rồi, chí tôn cốt còn bị chủ nhân đào à nha? Trước đó một mực tại lang thang hắn, căn bản tiếp xúc không đến một chút cấp cao tin tức. Thanh Châu chi biến, Tần Ngọc Trạch không có chút nào biết. Lúc này, Tần Ngọc Trạch trong đầu hiện lên Dương Thiên Minh thanh âm: ngươi là chí tôn cốt người sở hữu, nên đối chí tôn cốt tương đối quen thuộc, nghĩ biện pháp hấp thụ những này chí tôn cốt bên trong bản nguyên tăng lên chính ngươi. Chờ ngươi bế quan ra, ta muốn trông thấy một vị tại thế thiếu niên đại đế. Nghe được Dương Thiên Minh nhắc nhở, Tần Ngọc Trạch nặng nề gật đầu. Lúc này, ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch Đường Vĩ Triệu mấy người cũng là đã nhận ra không thích hợp. Hắn có phải hay không đi rồi? Đường Vĩ Triệu kinh nghi bất định nói: sẽ không, ta biết rõ Tần Ngọc Trạch bản tính. Cái này nam nhân cao ngạo vô cùng, cùng thế hệ đối chiến, hắn liền xem như chiến tử cũng sẽ không lựa chọn đào tẩu. Đường Đông Linh sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí 10 phần trầm thấp. Có quan hệ Tần Ngọc Trạch trên thần phát sinh sự tình, nàng cũng là có chỗ nghe thấy. Vốn cho là Tần Ngọc Trạch chọn tại một góc nào đó kết thúc sinh mệnh của mình, lại không nghĩ rằng gia hỏa này thế mà một lần nữa quật khởi, mà lại tựa hồ nắm trong tay một loại nào đó lực lượng cường đại, mạnh hơn chí tôn cốt. Vừa rồi Tần Ngọc Trạch công kích để nàng cảm thấy gần như ngạt thở. Nghe được Đường Đông Linh giải thích, Đường Vĩ Triệu lựa chọn tin tưởng. Tiền Hạo Nam lại là cau mày, núi Vàng Thành là địa bàn của hắn,
nơi này gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Tại cảm giác của hắn bên trong, Tần Ngọc Trạch xác thực đã biến mất không thấy. Chỉ bất quá, nhìn thấy Đường Vĩ Triệu hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, hắn cũng đi theo cảnh giới. Thời gian nhoáng một cái, đã đi tới đêm khuya. Liền ngay cả Đường Đông Linh đều có chút không tự tin, hắn là Tần Ngọc Trạch đổi tới nha nha. Ha ha, hai vị vẫn là đừng lại đợi, các ngươi vẫn là trước hết nghĩ đối phó thế nào ta đi. Tiền Hạo Nam khẽ cười nói, núi Vàng Thành đã bị trận pháp bao phủ, trận pháp ra chỉ dưới, hắn bên này người đều có thể đạt được toàn phương vị tăng phúc. Trừ cái đó ra, Tiền Hạo Nam còn móc rỗng vốn liếng, đem có thể triệu hoán chiến lực tất cả đều kêu gọi ra. 36 vị thích khách áo đen, ngoại giới 72 vị áo trắng thích khách, tạo dựng thiên cương địa sát tuyệt sát đại trận, tứ đại kim cương liên thủ bày ra kết giới cấm phong, cẩm y vệ càng là diễn hóa quân trận, ngưng kết quân hồn, lấy thế đè người. Còn có hắn ẩn tàng át chủ bài, vị kia tuyệt thế đao khách, ngay tại thai nghén mình mạnh nhất một đao. Tiền Hạo Nam có lòng tin, chỉ tôn phía dưới, không ai có thể trốn qua bộ này sát cục. Cảm thụ được chung quanh làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, Đường Đông Linh lúc này mới chợt hiểu, kinh ngạc nhìn xem Tiền Hạo Nam. Vị này nàng nguyên bản không có để ở trong mắt gia hỏa, tựa hồ có chút bản sự á. Vậy Gozerka, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Đông Linh núng nịu kêu gọi nói. Đường Vĩ Triệu lập tức toàn thân run một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Đông Linh, chậm rãi nói ra, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đường Đông Linh trong lòng vui mừng, không có lãnh khốc từ chối, ta nói lên còn có cơ hội. Chợt, Đường Đông Linh dậm chân một cái, cáu giận nói, vậy Gozerka, ngươi có phải hay không không tin người nhà? Cũng bởi vì, một người xa lạ ông mô đuổi ngữ, tung tin đồn nhảm phỉ báng, ngươi đã cảm thấy ta một mực tại lừa ngươi. Tốt à, ta thừa nhận, ta là lừa ngươi, ta sợ hãi. Thân phận của ta sẽ cho ngươi mang đến áp lực, cho nên ta giấu giếm một vài thứ. Nhưng ta đối với ngươi tình cảm là giấu giếm không được, cũng là không lừa được. Cùng với ngươi thời gian là ta hạnh phúc nhất thời gian, ta không cần phải lo lắng những cái kia ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Ta có thể vô ưu vô lự, làm cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi chăm sóc. Thật xin lỗi, là ta sai rồi. Ngươi đi đi, ta đến yểm hộ ngươi, coi như là cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy chăm sóc. Vậy Gozerka, tạm biệt. Đường Đông Linh ánh mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng nước mắt. Một giọt này nước mắt, theo cơn gió thổi, chiếu vào Đường Vĩ Triệu trên mặt. Trong thoáng chốc, Đường Vĩ Triệu thấy được bọn hắn cùng một chỗ mỹ hào hình tượng. Đúng á, nếu như Đường Đông Linh một mực đơn thuần thiện lương, nàng không có khả năng tại đại gia tộc cạnh tranh bên trong, chỉ lo thân mình. Ngay cả Bình Châu Đường gia đều là cái kia điều dạng, võ hồn Đường gia chỉ sợ càng là không chịu nổi. Người ta đều nguyện ý, đem mình nội tâm tốt đẹp nhất một mặt, hiện ra cho ta, ta cần gì phải yêu cầu nhiều như vậy. Chẳng ai hoàn mỹ, kiếp trước không phải có người nói qua sao? Nếu như xuất hiện một người, đặc biệt đối ngươi khẩu vị, để ngươi cảm giác thật thoải mái, rất hợp tới. Không cần hoài nghi, đối phương nhất định có ý đồ khác. Dạng này Đường Đông Linh, ngược lại mới là một cái người chân thật á. Một nháy mắt, Đường Vĩ Triệu suy nghĩ rất nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Linh muội muội, không có ý tứ, là ta trách oan ngươi, là ta quá trẻ con. Ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội sao? Để chúng ta một lần nữa trở lại quá khứ. Đường Vĩ Triệu vươn tay, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Gặp đây, Đường Đông Linh sán lạn cười một tiếng, đưa tay cầm Đường Vĩ Triệu tay, dùng sức chút một chút đầu. Mê mờ, ta nguyện ý. Hai người hàm tình mạch mạch tương hỗ đối mặt, cách đó không xa Tiền Hạo Nam, người đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Ở ngay trước mặt ta, đối ta vung thức ăn cho chó, có hay không đen ta để ở trong mắt? Mà lại, cái này kịch bản cũng không đúng á. Chuyện này đi hướng, làm sao khiến cho ta tựa như là cái chung phản diện đồng dạng? Các ngươi là người đau lòng nam nữ chủ, chuẩn bị dắt tay đột phá khốn cảnh, đánh bại ta cái này chung phản diện. Cái này không nên á, động thủ cho ta. Tiền Hạo Nam lúc này hạ lệnh, thiên cương địa sát đại trận khởi động, màu xám đen phong bạo quét sạch toàn trường, vô tận sát cơ, tại trong gió lốc ẩn tàng. Hừ, ta thân yêu đồng hương, ngươi không cần tuyển chọn tiên hạ thủ vi cường. Sự tình đã rất rõ ràng, trên thế giới này, chỉ có ta một cái nhân vật chính. Mà ngươi là lão thiên gia an bài cho ta nhân vật phản diện, ngươi chỉ là một cái bàn đạp mà thôi. Đường Vĩ Triệu thanh âm từ trong gió lốc truyền đến, trong giọng nói của hắn mang theo khó nén hưng phấn cùng tự tin. Có tình yêu lực lượng gia trì, Đường Vĩ Triệu lòng tin bạo dạp, trong mắt hắn Tiền Hạo Nam cũng liền như thế, không đáng giá nhắc tới. Trong tay thổ hào kim thiểm mở ra miệng lớn, mở ra một mảnh đen ngòm không gian. Đường Vĩ Triệu từ đó lấy ra một cái tàn phá đáy tháp. Đương cái này đáy tháp xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ đến. Bởi vì cái đồ chơi này lại là một khối không trọn vẹn đế binh mảnh vỡ. Nhất là Đường Đông Linh, nàng càng là liếc mắt một cái liền nhận ra khối này đế binh mảnh vỡ lai lịch. Cửu Bảo Linh Lung Tháp, cái này đế binh chính là trong lịch sử ít có nữ tính đại đế, Linh Lung Nữ Đế xen lẫn trí bảo. Tục truyền tại Linh Lung Nữ Đế lúc mới sinh ra có một khối thiên sinh địa dưỡng thai thạch theo nàng cùng nhau xuất hiện. Sau đó nương theo lấy nữ đế từng bước một quật khởi, thai thạch cũng đang không ngừng biến hóa. Đương Linh Lung Nữ Đế chính thức tạp lâm đại đế chi vị thời điểm, thai thạch cũng tại trận kia đại đế kiếp nạn bên trong rút đi chọc thân thành tựu đế binh.
Đếm kỹ từ xưa đến nay tất cả đại đế, chỉ có Linh Lung nữ đế đế binh là thông qua phương thức như vậy thành hình. Cho nên đoạn này giai thoại cũng bị lưu truyền xuống tới. Chỉ tiếc, tại Linh Linh nữ đế sau khi mất tích, Cửu Bảo Linh Lung tháp cũng biến mất không thấy. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này, nhìn thấy Cửu Bảo Linh Lung tháp thần tháp. Đến tột cùng là bực nào uy lực, để tôn này đế binh vỡ vụn thành khối. Đường Đông Linh trong lòng chấn kinh sau khi, càng lại hiện lên lên tham lam dục vọng. Không nghĩ tới Đường Vĩ Triệu thế mà ẩn tàng sâu như vậy, cái kia thổ hào kim thiềm nàng vốn cho rằng chỉ là một cái bình thường pháp bảo, hôm nay xem xét mới biết được không thích hợp. Mà lại Đường Vĩ Triệu hoàn thủ nắm đế binh mảnh vỡ, gia hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Đường Đông Linh rất may mắn, mình mới vừa rồi không có lựa chọn, vào đám mè không sợ rơi, ngược lại là diễn ra một trận, ngay cả chính nàng đều cảm thấy sợ hãi than biểu diễn. Vãn hồi quan hệ, quả nhiên, lão thiên gia là đứng tại ta bên này. Đường Vĩ Triệu, người đời này đều trốn không thoát lão nương lòng bàn tay. Đế binh mảnh vỡ nơi tay, thiên cương địa sát bên trong sát cơ, căn bản là không làm gì được Đường Vĩ Triệu. Tiên Hạo Nam sầm mặt lại, thầm nghĩ, của nhiên, người xuyên Việt đều là không nói đạo lý, đế binh mảnh vỡ đều có thể đoạt tới tay. Trở qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ là ngay cả đế binh cũng có thể lấy tới. Đến lúc đó, đối ta coi như quá bất lợi. Tiên Hạo Nam lần nữa gọi ra không trọn vẹn hoàng ấn, phun ra một ngụm tinh huyết, tỉnh lại hoàng ấn bên trong còn sót lại khí vận kim long. Giống, hoàng đạo long khí hiển hóa ra một đôi kim sắc long chảo, hướng Đường Vĩ Triệu tế ra Cửu Bảo Linh Lung tháp mảnh vỡ công tới. Âm âm, tiếng va chạm to lớn, vang vọng chân trời. Đường Vĩ Triệu sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đường Đông Linh vội vàng quan tâm hỏi, Vegozaka, người thế nào, không có sao chứ? Đường Vĩ Triệu giằng chống đỡ lấy thân thể, cố nặn ra vẻ tươi cười, đáp lại nói, không có việc gì, ta thế nhưng là có đế binh mảnh vỡ nơi tay. Đối diện tên kia, vận dụng bản nguyên tinh huyết, phát động công kích, hắn trèo chống không được mấy lần, liền muốn cụp đuôi chạy trốn. Ngươi muốn thường xuyên chú ý tên kia, ngăn chặn đường đi của hắn. Đường Đông Linh liên tục gật đầu. Chiến đấu tiếp tục, Đường Vĩ Triệu điều khiển đế binh mảnh vỡ, chống cự Tiên Hạo Nam phát khởi công kích. Đồng thời hắn xen lẫn pháp bảo, thổ hào kim thiềm ngay tại có tiết tấu hô hấp, bộ mặt hai gò má, mỗi một lần dâng lên, đều sẽ để nó cái bụng biến lớn một phần. Chi tiết này, Tiên Hạo Nam đồng dạng cũng là chú ý tới. Mặc dù không rõ Đường Vĩ Triệu muốn làm gì, nhưng hắn khẳng định phải đánh gãy gia hỏa này chuẩn bị ở sau. Lão Vương, không cần lưu thủ, phát ra người mạnh nhất một đao. Tiên Hạo Nam quát lên một tiếng lớn. Chợt, trên bầu trời, hiện lên một đạo không cách nào bắt giữ, không cách nào dự đoán thuần trắng đao quang. Đây là một cái, cô đọng đến cực hạn đao mang. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, ngoài trừ cái này một cái đao mang không còn gì khác. Đường Vĩ Triệu có thể nhìn thấy đao mang xuất hiện, cũng có thể nhìn thấy đao mang công kích quỹ tích, nhưng là hắn chính là không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể là lo lắng thôi động thổ hào kim thiềm, đem chứa đựng tài vận một hơi phun ra. Thổ hào kim thiềm mở ra miệng lớn tiếng gầm gừ, nhắc lên trận trận sóng lớn. Sóng âm bên trong kẹp lấy lít nhà lít nhít tiền tài ký hiệu. Cực hạn đao mang đụng tới những ký hiệu này, đúng là dần dần bị hủ hóa, có loại muốn quay đầu đối Tiên Hạo Nam công tới tư thế. Gặp đây, Tiên Hạo Nam trong lòng căng thẳng, núp trong bóng tối Dương Thiên Minh, càng là trừng lớn hai mắt, ngón tay không tự chủ chọc chọc. Cái này kim thiềm có chút ý tứ, còn có thể hối lộ người ta thần thông, để lâm trận phản chiến. Chỉ bất quá, cái này đại giới cũng không tính là nhỏ. Dương Thiên Minh có thể nhìn ra, Đường Vĩ Triệu trên thân chỗ có được tài đạo khí vận ít một chút. Chỉ sợ thổ hào kim thiềm dùng một chiêu này về sau, tương lai có một đoạn thời gian, Đường Vĩ Triệu tiền kiếm được sẽ ít một chút, tương đương với một loại tiêu hao. Bất quá, nếu là đối hắn tới nói, một chiêu này ảnh hưởng không lớn. Đương tài lực đạt tới nhất định số lượng về sau, dẫn động tài vận, rất khó bị dung chuyển. Nói trắng ra là, chính là cùng kiếp trước đổ chua nước tài phiệt, muốn phá sản cũng khó khăn. Giữa sân, đao mang bị hủ hóa đến cuối cùng một góc lúc, kim thiềm sóng âm đình chỉ. Đường Vĩ Triệu trong lòng cảm giác nặng nề, cuối cùng vẫn là kém một hơi. Thật đáng chết. Tiên Hạo Nam thở dài một hơi, may mắn mình của quyết xuất thủ. Chợt, Tiên Hạo Nam ánh mắt ngưng tụ, hạ lệnh, hừ, quân hồn chuẩn bị, trưng thương thẳng vào, hoành tảo thiên quân. Cầm y vệ tập thể bảo a, giết. Mấy trăm tên nghiêm chỉnh huấn luyện cầm y vệ, ngưng kết mà thành quân hồn, đủ để hoành tảo thiên quân vạn mã. Bình thường tu sĩ căn bản là khó mà ngăn cản. Mắt thấy quân hồn lưỡi đao sắp đánh xuống, Đường Vĩ Triệu trên mặt lại là hiện ra một vòng ý cười. Ta thấy hắn từ tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu chiến kỳ. Đầu này chiến kỳ bị vết máu nhuộm dần, nhìn xem rách nát không chịu nổi. Nhưng là Tiên Hạo Nam tại nhìn thấy chiến kỳ một khắc này, đồng tử đột nhiên co vào, vội vàng lớn tiếng la lên, rút lôi. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Thực chất hóa quân hồn đã chạm đến Đường Vĩ Triệu tế ra chiến kỳ. Ông, chiến kỳ phảng phất bị cuồng phong vút về, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Tại âm thanh này phía sau là vô số chiến tử vong hồn, bọn hắn thi cốt sớm đã tiêu tán, linh hồn sớm đã tiến vào luân hồi, nhưng bọn hắn vì chiến mà thành ý chí, lại là giữ lại, liền giấu ở mặt này chiến kỳ bên trong. Cẩm y vệ chỗ ngưng kết mà thành quân hồn, đối mặt này chiến kỳ phát động công kích,
thì tương đương với là dẫm tại những cái kia anh dũng ý chí trên đầu nhảy đi xi cầu. Trong nháy mắt, chiến kỳ trực tiếp thoát ly đường vĩ triệu bàn tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, tinh lực đỏ tươi cùng sát khí ngưng kết một đạo mơ hồ bóng người. Vị này bóng người là vị tóc trắng bồng bềnh lão binh hình tượng. Không riêng như thế, lão binh một cái chân một cái tay càng là ở vào bị chém đứt trạng thái, nhưng là thân ảnh của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, còn sót lại một cái tay cầm trường đao, nhìn xem cẩm y vệ tạo dựng mà thành quân hồn lộ ra không trọn vẹn răng chẳng thèm mó tới, già nua đôi mắt bên trong phảng phất có trí tuệ quang mang lấp lánh. Gặp đây, tiền hạo nam trong lòng hô to không được, là muốn trở thành đế vương người tự nhiên là biết một cái có bản thân ý thức quân hồn khủng bố cỡ nào. Kia là chỉ có được niềm tin vô địch, vô địch quyết tâm hùng sư trì binh mới có thể ngưng kết ra tồn tại. Loại tồn tại này căn bản cũng không biết nó hạn mức cao nhất sẽ ở nơi nào, chỉ cần có mệnh lệnh hạ đạt, nó thậm chí dám đi rằng có đại đế hướng kia chỉ cao vô thượng tồn tại huy động trường đao trong tay. Trên không trung, lão binh huy động trường đao trong tay không dư thừa chút nào động tác, chỉ là đơn giản bổ ngang chém dọc, liền đem cẩm y vệ ngưng kết quân hồn trực tiếp đánh tan. Quân hồn bị hủy, tất cả cẩm y vệ đều là miệng phun máu tươi ứng thanh ngã xuống đất. Đông Hương, ta đều nói ngươi chính là cái trung phản diện, mặt này chiến kỳ từ ta được đến về sau một mực không cách nào sử dụng, lúc đầu nghĩ đến như thế gân gà đổ chơi tìm một cơ hội bán đi được rồi, kết quả ngươi vừa vặn đâm vào trên họng súng. Ngươi nói ngươi không thua, ai thua? Đường Vĩ Triệu trên mặt đã lộ ra người thắng mỉm cười, tiền hạo nam chuẩn bị thủ đoạn có vẻ như đều đã sử dụng, không thể không thừa nhận đổi lại những người khác tại cái này đoán chừng đã sớm biến thành cặn bã, kết quả đều bị hắn từng cái hóa giải. Đây không phải đã nói rõ vấn đề? Chưa nghe nói qua cái nào thực bộ trong sách nhân vật phản diện còn có thể thắng nổi nhân vật chính đâu. Ha ha, nghe được Đường Vĩ Triệu trào phúng, tiền hạo nam thần sắc tương đương âm trầm, cười lạnh vài tiếng chậm rãi nói, nhân vật phản diện, trên thế giới này nào có nhân vật phản diện cùng chính phái, chỉ có lập trường khác biệt thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc tao rồi? Ngươi chẳng lẽ liền không có nghe qua một câu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Ngay tại tiền hạo nam thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đường Vĩ Triệu trong lòng còi báo động chợt vang, vội vàng khu động đế binh mảnh vỡ, đem mình cùng Đường Đông Linh bảo vệ. Cửu Bảo Linh Lung Tháp phát ra yếu ớt linh quang, hình thành một mảnh phòng ngự kết giới. Kết giới thành hình một khắc này, hai người lòng bàn chân đúng là xuất hiện một đầu vực sâu khổng lồ miệng lớn, đem hai người trực tiếp nuốt vào trong đó. Từ xa nhìn lại, cái này miệng lớn chủ nhân lại là một đầu to lớn con giun. Cùng trong ngày thường nhìn thấy thổ hoàng sắc con giun khác biệt, đầu này con giun vậy mà người khoác lân giáp, còn có râu rồng tô điểm, rõ ràng trong đó chỗ có được chân long huyết mạch không ít. Lúc trong bóng tối, Dương Thiên Minh cùng Tĩnh Nhan nhìn thấy con rồng này hóa con giun về sau đều là kinh hô. Chủ nhân, đây là yêu thú gì? Tại sao có thể có long tộc huyết mạch? Tĩnh Nhan mở miệng hỏi. Dương Thiên Minh ngưng thần gió xét một lát sau mới trả lời. Đây chính là một đầu con giun, chính là chúng ta tại trong ruộng nhìn thấy, phổ thông không thể tại bình thường con giun. Anh, thế nhưng là con giun không đều là phàm thú sao? Chưa nghe nói qua, con giun còn có thể tu luyện, còn có thể thuế biến long hóa. Tĩnh Nhan trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, nàng vốn là hoài nghi, cái này kỳ dị yêu thú cùng con giun rất giống, nhưng là không dám xác định. Nghe được Dương Thiên Minh trả lời khẳng định, càng thêm chấn kinh. Khả năng ngươi không rõ ràng, con giun tại dân gian có địa long cách gọi. Ta tin tưởng, mỗi một cái danh hào tồn tại, tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Hôm nay nhìn thấy con rồng này hóa con giun, xem như nghiệm chứng điểm này. Dương Thiên Minh mở miệng giải thích. Con giun khả năng tồn tại long tộc huyết mạch điểm này, hắn tại sớm nhất thời kỳ, chuẩn bị cấu trúc chân long nuôi dưỡng địa thời điểm là xong giải qua. Lúc ấy, bởi vì có quá nhiều lựa chọn tốt hơn, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Trước mặt đầu này tiến vào long hóa trạng thái con giun, tuyệt đối là biến dị tồn tại. Đồng thời vừa vặn đụng phải, là người xuyên Việt, còn muốn đi hoàng đạo lộ tuyến tiền hạo nam. Tại tiền hạo nam chăm sóc dưới, mày sau lột xác thành rồng thực sự, tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Thật không hổ là có người có đại khí vận, bên người đi theo đều là yêu thú bên trong hoàng tộc, không giống hắn cái gì đều là mình dốc sức làm. Này khác, hồi đói một viên chân long trứng ra, hắn trực tiếp làm cái chân long chơi đùa. Giữa sân bị nuốt vào hai người, bởi vì có kết giới bảo hộ cho nên cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng là Đường Vĩ Triệu trên mặt lại là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thất Bảo Linh Lung Tháp tạo dựng kết giới thế mà tài bị ăn mòn, đây chính là đế binh hiển hóa kết giới à? Cho dù là đế binh có thiếu, nhưng này cũng là đế binh à? Đáng chết! Đường Vĩ Triệu cắn răng nói. Sau lưng hắn Đường Đông Linh biểu lộ lại là không có bao nhiêu biến hóa, suy tư một hồi vuốt về Đường Vĩ Triệu phía sau lưng ôn nhu nói, vai Gozaka, người trước nghỉ một lát, ta tới đối phó đầu này yêu thú. Nghe xong lời này, Đường Vĩ Triệu tại chỗ liền không vui, đại nam tử chủ nghĩa khí khái trực tiếp bạo phát đi ra, không, ngươi là nữ nhân của ta, bản thiếu không cho phép ngươi động thủ. Trong thiên hạ này nào có để nữ nhân bảo hộ nam nhân đạo lý, ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại. Nếu là trước đó, Đường Đông Linh khả năng vẫn thật là lựa chọn yên tâm thoải mái hưởng thụ bảo hộ, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, nàng đã bại lộ,
cho nên nắm đường vĩ chiều phương thức cần chuyển biến. Vậy Gozoka, ta biết ngươi là quan tâm ta an nguy, nhưng là ta không muốn làm gánh nặng của ngươi. Chính như ngươi đổi ta tâm ý như thế, ta cũng muốn chứng minh ta đối với ngươi thích không thể so với ngươi ít. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất mạnh. Nói, Đường Đông Linh còn hoạt bát nắm lại nắm đấm, khoe khoang mình rất có lực lượng. Thấy cảnh này, Đường Vĩ Triệu chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa. Có thể đụng tới cô gái như vậy, ta còn muốn cái gì xe đạp à? Tốt à, vậy ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, hết thảy có ta ở đây. Đường Vĩ Triệu hai tay khoác lên Đường Đông Linh trên bờ vai, nói nghiêm túc. Đường Đông Linh đổi vị xuất thủ về sau, trực tiếp phóng xuất ra chết thần võ hồn. Chết thần võ hồn chuyên công linh hồn, dưới loại tình huống này xuất thủ, không có gì thích hợp bằng. Con run thể nội nhục thể áp chế cùng dịch axit ăn mòn đều không thể đối chết thần võ hồn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngoại giới, Tiền Hạo Nam vuốt ve con run đầu lâu to lớn, tán dương. Tiểu Hắc, làm không tệ, đợi chút nữa, ban thưởng người 30 mẫu đất nước bùn. Được gọi là Tiểu Hắc con run, phát ra reo hò tức vui, nhưng tiếng hoan hô mới phun ra một nửa, lập tức chuyển biến thành khàn cả giọng kêu rên. Tiền Hạo Nam liền vội vàng hỏi, thế nào Tiểu Hắc, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Hắc căn bản không có công phu đáp lại, chỉ là hung hăng trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Đúng lúc này, tại Tiểu Hắc phần bụng, đột nhiên xuất hiện một đầu màu xanh sẫm tia sáng. Đón lấy, Tiểu Hắc trên da xuất hiện một cái bé nhọn loan đao, dọc theo phần bụng xẹt qua một vòng. Lập tức, Tiểu Hắc thân thể cao lớn, một chia làm hai vị. Đường Vĩ Triệu cùng Đường Đông Linh sải bước từ đó đi ra. Linh muội mọi người thật là quá lợi hại. Đường Vĩ Triệu ánh mắt cực nóng nói. Đường Đông Linh thẹn thùng cười một tiếng, chợt nhìn Đường Vĩ Triệu một chút, tức giận nói ra. Ngươi muốn làm gì, còn có địch nhân không có giải quyết đâu. Ha ha, không có việc gì. Hắn đã không có cơ hội, người ta giắt tay, như là thân tiên quyến lữ, không có người nào có thể là địch nhân của chúng ta. Đường Vĩ Triệu ha ha cười nói, đồng thời lườm Tiền Hạo Nam một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Phảng phất tại nói, ngươi cái độc thân cầu, nhìn xem lão bà của ta lợi hại. Tiền Hạo Nam cũng là đọc hiểu, đối phương ánh mắt bên trong hàm nghĩa, lúc này cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung. Hô, vốn là không định dùng một chiêu này, nhưng là ngươi so ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Hy vọng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, mày này sang năm, bản tạ sẽ cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy. Thoại âm rơi xuống, Tiền Hạo Nam khí chất trên người đang không ngừng kéo lên. Tại mi tâm của hắn bên trong, có một đạo vong hồn trôi nổi mà ra, một cỗ độc thuộc về chí tôn vô thượng uy áp, quét sạch toàn trường. Năm đó Tiền Hạo Nam vừa xuyên qua tới thời điểm, liền tao ngộ một cái lão yêu quái đoạt xá. Kết quả, ngay cả cái bọt nước đều không có sốc lên, liền bị Tiền Hạo Nam hệ thống trực tiếp xóa đi linh trí, trở thành một cái tiết tế khí. Có đạo này vong hồn gia trì, để Tiền Hạo Nam có thể phát huy ra chí tôn cảnh thực lực, thẳng đến vong hồn lực lượng bị làm hao mòn sạch sẽ. Nguyên bản một mặt nhẹ nhóm Đường Vĩ Triệu cùng Đường Đông Linh, cảm nhận được vong hồn gia trì dưới, Tiền Hạo Nam chỗ có được thực lực kinh khủng. Lúc này liếc nhau, của quyết lựa chọn đi. Đường Vĩ Triệu một bên chạy còn vừa ở trong lòng thầm mắng. Cái này lão thiên gia thật đúng là không công bằng, rõ ràng lão tử là nhân vật chính, kết quả chỗ tốt gì đều không có. Một cái chung phản diện, thế mà có thể có được chí tôn vong hồn, dùng chí tôn cảnh thực lực, đối phó ta cái này con tôm nhỏ. Khi dễ người cũng không mang theo dạng này á. Chỉ là, tại núi Vàng Thành bị cấm phong tình huống dưới, Đường Vĩ Triệu cùng Đường Đông Linh căn bản chạy không xa. Tiền Hạo Nam mở ra khinh bạc bờ môi, chậm rãi phun ra một chữ. Định, chỉ một thoáng, thiên địa biến thành màu xám, hết thảy đều ở trong mắt Tiền Hạo Nam dừng lại. Bất quá, Đường Vĩ Triệu cùng Đường Đông Linh có đế binh bảo vệ, mặc dù không có bị hoàn toàn định trụ, nhưng thân thể phản ứng cũng đã trở nên cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tiền Hạo Nam bước ra một bước, liền tới đến hai người trước mặt. Giờ này khắc này, Đường Đông Linh lo lắng nhìn xem Đường Vĩ Triệu, thúc giục Đường Vĩ Triệu còn có cái gì át chủ bài, tranh thủ thời gian xuất ra. Đường Vĩ Triệu cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một hạt châu. Hạt châu này tản ra, làm cho người chán ghét quỷ dị khí tức. Hạt châu nội bộ ánh sáng lóng lánh, giống như là đến từ vực sâu nhìn chăm chú, để cho người ta không rét mà run. Chỉ tôn trạng thái dưới Tiền Hạo Nam, nhìn thấy hạt châu xuất hiện một khắc này, trong nội tâm, vậy mà xuất hiện bài xích chi ý, không khỏi sinh ra kiêng kỵ cảm xúc. Không do dự, Tiền Hạo Nam lập tức động thủ, mà Đường Vĩ Triệu đồng dạng cũng là bóp nát hạt châu, một cỗ chẳng lành khối không khí từ đó bay ra, dễ như trở bàn tay chặn Tiền Hạo Nam công kích, đồng thời còn chuẩn bị thuận Tiền Hạo Nam tay, ông chọc thân thể của hắn. Tiền Hạo Nam vội vàng lựa chọn bóc ra một bộ phận hồn thể, lúc này mới tránh khỏi bị ông chọc tình huống. Thấy thế, Đường Vĩ Triệu vội vàng lôi kéo Đường Đông Linh, cấp tốc thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, ba người đều không có chú ý tới, một bộ phận chẳng lành khí tức bám vào tại Đường Đông Linh võ hồn bên trên. Đối mặt Đường Vĩ Triệu lần nữa chạy trốn, Tiền Hạo Nam không có lựa chọn đuổi theo, trong tay hắn không trọn vẹn hoàng ấn, một mực tại phát ra cảnh minh, thúc giục hắn cấp tốc giải quyết trước mặt chẳng lành khối không khí. Suy tư một lát, Tiền Hạo Nam lựa chọn toàn lực xuất thủ, đem cỗ này khối không khí ma diệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến Tiền Hạo Nam trên người chí tôn linh hồn biến mất hầu như không còn. Cỗ này khối không khí đều không có ma diệt sạch sẽ, còn lại một tia trôi lơ lửng trên không trung.
mà lực lượng bị rút khô tiền Hạo Nam, thân thể đã là lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều muốn đã hôn mê. Cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì? Vì cái gì trên thế giới sẽ có quỷ dị như vậy tồn tại? Tiền Hạo Nam thấp giọng mì non nói, kia co còn sót lại chẳng lành tơ mỏng, tựa hồ phát giác được, Tiền Hạo Nam thời khắc này thân thể hết sức yếu ớt. Cắt tóc bay về phía Tiền Hạo Nam mi tâm, dự định xâm lấn Tiền Hạo Nam từ phủ thức hải. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên ra trước mặt Tiền Hạo Nam, một mực bắt lấy, cái này một sợi chẳng lành tơ mỏng. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đem cỗ này tơ mỏng nhốt vào một cái trong cái hũ. Hừ, thật sự là không nghĩ tới, quỷ dị cao nguyên tay, thế mà duỗi xa như vậy, may mắn bản cô nương phát hiện kịp thời, không phải liền nguy rồi. Một người mặc kình phục, đầu bảng cao đuôi ngựa già dặn thiếu nữ, xuất hiện trước mặt Tiền Hạo Nam. Thiếu nữ chân mày cau lại, thần sắc lộ ra tương đương ngưng trọng, không có chút nào bận tâm đến, một bên Tiền Hạo Nam đờ đợn ánh mắt. Cô nương, ngươi không sao chứ? Tiền Hạo Nam lắp bà lắp bắp hỏi. Mình muốn mạng ra đồ chơi, liền bị cô nương này, tay không bắt lấy, còn như cái hái côn trùng tiểu cô nương, thuận tay nhét vào bình bên trong. Cái này không hợp với lẽ thường à, là ta xuất hiện ảo giác sao? Nha, không cần quá kinh ngạc, ta bộ tộc này thể chất, chính là chuyên môn khắc chế, thứ quỷ này. Bất quá, cảnh giới của ta quá thấp, không cách nào trực tiếp xóa đi, chỉ có thể chứa, mang về giao cho gia tộc xử lý. Ta gọi Diệp Diệu Lăng, ngươi tên là gì? Thiếu nữ thoải mái nói, không có chút nào cô nương ra nhăn nhó. Tiền Hạo Nam vẫn như cũ là ngây ngốc. Chỉ bất quá, lần này hắn lại bị Diệp Diệu Lăng tiêu sái tư thái, hấp dẫn. Hắn mộng tưởng ở trong hoàng hậu nhân tuyển, không phải liền là hình tượng như vậy sao? Diệp Diệu Lăng chờ giây lát, nhìn thấy Tiền Hạo Nam vẫn như cũ là nhìn chừng chừng lấy nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phản cảm cảm xúc. Người tốt, có thể nói cho ta, tên của người xuất sao? Diệp Diệu Lăng mở miệng lần nữa hỏi. Tiền Hạo Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Ta gọi Tiền Hạo Nam, rất vinh hạnh, có thể nhận biết cô nương. Diệp Diệu Lăng nhẹ gật đầu, không có tiếp tục khách sáo, mà là hỏi thăm về chẳng lành tơ mỏng tồn tại. Nơi đây bị phong cấm lợi hại, nàng trước khi đến cái gì cũng không có cảm ứng được, cần hào hào điều tra một phen.